nay ta chưa về, hai ta giết chọn lời thề, trăm năm hạnh phúc mẹ cha vui lòng. Mà thương nhau thì không kể giàu nghèo, thương nhau thương mãi đến tóc vai màu vẫn còn thương nhé hai bạn.
các trò chơi thân mến và ngày giải quyết ở đây. Thank you.
giới của chúng ta thì cũng còn trống một số ít bàn ít ghế. Tuy nhiên rằng hôm nay là một ngày rất là cao điểm, rất là một ngày rất là nhiều đám cưới, và trong xã của chúng ta lại có rất là nhiều đám ạ, cho nên rằng chúng ta sẽ không chờ đợi nữa, và ngay sau đây xin được trân trọng đến bay thân toàn thể quý vị, chúng ta cùng ổn định tổ chức và chúng ta sẽ cùng hướng mắt lại con tình yêu để cùng tổ chức lễ ra mắt cho đôi bạn trẻ làm ra được thành công tốt đẹp, làm ra được thành công xinh đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Trân trọng đến bay thân toàn thể quý vị. Tổ chức kính mời quý nhân cách xa cho đến cách gần, mời khách mời chị lại đây cùng ngồi. Họ ngồi đây để ngóng để trông. Bên trên là một tấm phông nhiều màu, nên không có đôi lứa yêu nhau lắm cảnh nhiều màu mà cũng lắm cảnh mừng vui. Mà niềm vui từ nước Việt Nam đã theo đôi bạn bay sang đất Hàn. Niềm vui cô bác học Hàn đong đầy tình cảm cũng đã dâng tràn về đây. Và niềm vui từ khắp đó đây sẽ thay thân quý vị trở về với hồn trường cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Lời nói đầu tiên cho phép Tuấn Minh thay mặt cho những người làm chương trình đỡ lời cho cô rồi chú rể cũng như đại diện cho hai bên gia đình, xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính rất khỏe, một lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, và đầu tiên là khát khao lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta đó chính là yêu và lấy được một người mình yêu về làm vợ làm chồng. Thì ngày hôm nay đây tiếp đãi con chàng có anh có chị có cả họ hàng đôi bên để với hai tay bưng lên chén rượu nồng, trước là mời ba mẹ, sau là mời bạn bầu cô bác gần xa, đem lòng đạt tỏa ý ta và cùng xa đắp thắm hoa trời này, khát nồng với cánh chim bay tương lai tung cánh giữa bầu trời xanh. Dạ vâng, em còn son anh cũng còn son, hãy mơ nguyện về làm con một nhà để rồi anh về thưa với mẹ cha thưa với ông bà để ta lấy mình. Và ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta đó chính là cô dâu xinh đẹp Thanh Mai và chú rể Đức Hiệp, trân trọng kính mời. Cùng nắm chặt tay nhau bước ra cấm tình yêu để cùng giám đốc tập thể quan viên là cảm ơn cao binh. Hơi khó khăn một chút, quý vị chúng ta ngồi ở hai hàng ghế này, chúng ta sẽ cùng tạm đứng lên, tạm đứng lên để nhường đường cho cô dâu một chút để lên sân khấu ra mắt một chút ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay phải nói rằng là thoáng nhìn ai cũng biết ngay chẳng nhầm, cô dâu thì áo đỏ má hồng, bên ngoài e thẹn nhưng trong lòng sướng vui, chú rể thì trông thật là tươi, quần đen áo trắng mặt cười như hoa. Bà con cô bác già trẻ về đây là để chúc mừng cho hai bạn từ đây một nhà. Kính thưa quý vị thân mến, và như vậy là trên lễ đài tình yêu lúc này đây là cô dâu xinh đẹp Thanh Mai và chú rể Điển Trai Đức Hiệp, và đây là một cặp đôi trai tài gái sắc. Và để tỏ lòng thành âm thân thể quý vị, cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cúi đầu thật sâu để kính chào các toàn thể quan viên đi nào. Xin mời những chàng trai của quý vị đó ạ. Kính thưa quý vị, giữ vợ gả chồng là trách nhiệm, là bổn phận và cũng là niềm vui niềm vinh dự của những người làm cha làm mẹ, và trong sự trọng đại này không thể thiếu được những người làm mẹ làm cha, đúng không ạ? Cho ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu về phía gia đình họ nhà gái có ông Lường Văn Bưởi và bà Quang Thị Ba, là thân tinh phụ mẫu của cô dâu Thanh Mai, sẽ bước sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình ạ. Trân trọng kính mời. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy một hình ảnh rất là tuyệt đẹp, đó chính là hai bên thông gia của chúng ta đang nằm tay nhau bước sân khấu tình yêu để cùng ra mắt với toàn thể quan viên ạ. Và toàn thể hôn trường chúng ta sẽ dành những chào thân thật giòn ra để cùng chúc mừng và chào đón tất cả quý vị. Thưa quý vị thân mến, và trong hôn trường của chúng ta thì chỗ trần người đông, mong rằng quý vị thân tiếp tục cảm thông cho gia đình nha. Sân bãi đã không thể rộng rãi hơn được nữa rồi ạ. Mong rằng quý vị chúng ta tiếp tục thông cảm cho ban tổ chức và gia đình ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và như vậy là những nhân vật quan trọng của chúng ta đã có mặt trên sân khấu tình yêu rồi. Một lần nữa cho ban tổ chức trên đường nồng nhiệt chào mừng chào đón tất cả thể quý vị quan khách. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại mưa nắng, đã cùng hội tụ đông đủ ở đây tại bản Bản Nà, xã Đông Lạnh của huyện Thuận Châu để cùng ta tham dự chương trình lễ vô quy của đôi bạn trẻ Thanh Mai và Đức Hiệp trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong quá trình tiếp đón cũng như tổ chức chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, mong rằng quý vị cùng thông cảm cho ban tổ chức và gia đình hai bên nha quý vị nha. Kính thưa quý vị thân mến, chú rể Điển Trai Đức Hiệp cùng với gia đình họ nhà trai của chúng ta
trở về đây từ quê hương bản Lè, xã Tông Cỏ của huyện Thuận Châu. Rất là vui, rất là vinh dự khi được kết tình thông gia với gia đình họ nhà gái có địa chỉ tại bản Bản Lè, xã Tông Lành thân thương của chúng mình. Và ngay sau đây để kết tình thông gia thì trân trọng kính mời hai ông và hai bà, chúng ta sẽ bước lên phía trước để bắt tay nhau ạ. Xin mời. Xin kính chúc cái tình thông gia bạn này mãi mãi về sau, đời đời bền chặt, đời đời bền vững. Còn về phía quý vị, chúng ta sẽ cùng nổi thật giòn giá để cùng chứng giá với nào quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, và phải nói rằng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, yêu nhau nên nghĩa vợ chồng, đò đời bạn thì đò phải sang sông, em đến duyên thì em phải lấy chồng. Và yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Sau những thời gian tìm hiểu, quen biết, yêu nhau và hai bạn đã quyết định đi đến hôn nhân. Và đến ngày hôm nay đây, tình yêu của hai bạn đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ và đủ cả chữ nợ lẫn chữ duyên. Và đó cũng chính là lý do quan trọng nhất của buổi tiệc mừng trang trọng như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật lành, một trong những ngày cao điểm nhất của mùa cưới, tức là một ngày rất là nhiều đám cưới. Mùng 1 tháng 12 năm 2022, tức là ngày mùng 8 tháng 11 của năm Nhâm Dần, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của cô dâu và chú rể, với sự chứng kiến đông đảo của toàn thể quý vị quan khách ở đây ạ. Dạ vâng, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vô quy của đôi bạn trẻ Thanh Mai, Đức Hiệp, Đức Hiệp, Thanh Mai chính thức được bắt đầu. Những chào mừng quý vị thật lớn, lớn cao đấy đi nào. Cô dâu và chú rể đại gia đình của đôi bạn trẻ thật tươi lên đi ạ. Và như vậy là từ nay hai bạn đã chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Ban ngày thì chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối, chung giường, chung chăn, chung tên một cánh tiệp hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành, danh toại, đẹp lòng mẹ cha. Và tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời tất cả thể quý vị quan khách, chúng ta cùng đến với những phần quà sẽ được trao bởi gia đình họ nhà gái ạ. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu, ông bà sẽ có những phần quà để trao tặng hai con ạ. Xin mời ông bà. Kính thưa quý vị thân mến, và phải nói rằng là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, và biết bao nhiêu gian truân khó nhọc nuôi con khôn lớn và có được ngày kết duyên như ngày hôm nay. Và trong sự trọng đại này, những người làm bố làm mẹ lại có những vật quà để trao tặng cho hai con ạ. Xin được trân trọng kính mời quý vị một lần nữa cho tới cùng hướng mắt trở lại với sân khấu tình yêu để cùng thưởng thức, để cùng chứng kiến cũng như là ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ngày hôm nay. Và thay lời cho cô dâu chú rể, chúng con xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của ba mẹ rất nhiều ạ. Dạ vâng, tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời hai anh trai của cô dâu ạ. Đó chính là anh Lường Văn Quang và anh Lường Văn Quân. Hai anh cũng sẽ có những phần quà để trao tặng cho hai em trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay ạ. Xin mời hai anh. Kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta hay thường nói rằng đó chính là anh Lường Văn Quang và anh Lường Văn Quân. Hai anh sẽ có những phần quà để trao tặng cho hai em ạ. Xin mời. Vâng, do hôn trường hơi chậm cho nên là di chuyển hơi khó một chút, quý vị thân mến cùng thông cảm nhé. Muối 3 năm thì muối lốt còn mặn, đừng chiến thắng đừng hẳn còn cay. Đôi ta tình đặng nghĩa đầy, dù có xa nhau đi chăng nữa thì chúc cho hai bạn 36.000 ngày thủy chung. Đời vui kinh nguyệt ước thành công, đời vui trẻ tựa dòng sông huy hoàng. Hôm nay đẹp cả đôi đàn, đẹp tiếp đẹp phần, đẹp nàng với anh. Kính thưa quý vị, và đó và toàn thể quý vị hôn trường, chúng ta sẽ dành cho hai anh trai của cô dâu những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ, anh chị ơi? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp nối chương trình xin được trân trọng giới thiệu, chúng ta cũng sẽ có những phần quà để trao tặng cho hai cháu ạ. Xin mời. Kính
thưa quý vị, phải nói rằng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và đất biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, công cha nghĩa mẹ muôn đời ghi tạc, công nghĩa dích thành muôn thuở nào quên, mong sao con được đền đáp xứng đáng dạy thảo đẹp tên dấu hiền. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức những phần quà sẽ được trao bởi gia đình chú Lạ Quý, gia đình chú Hà Vũ và gia đình bác Tin Trường ạ. Xin mời. Dạ vâng quý vị ơi, như các cụ nhà ta vẫn thường hay nói rằng là đàn ông thì phải ngồi với đàn ông, đàn bà thì phải ngồi với đàn bà, đàn ông mà ngồi với đàn ông thì sao ạ? Như gốc, như gác, như trông, như trà. Còn đàn ông mà ngồi với đàn bà thì sao quý vị? Như gấm, như lụa, như hoa trên cành. Còn các bạn trẻ thì sao quý vị ơi? Các bạn trẻ thì mắt nhìn mắt, tay cầm tay, xem tay ai béo, tay ai gầy, hãy trao cho nhau ánh mắt nụ cười, hãy trao cho nhau những gì muốn trao. Và tất cả mọi người chúng ta đã cùng trở về đây rồi. Hôm nay không say thì không về, mà ai say rồi chúng ta cũng sẽ lên nhảy được, đúng không ạ quý vị ơi? Được không ạ? Ai sẵn sàng lên nhảy giữa tay cho em một cái đi nào quý vị. Dạ tuy nhiên là không phải bây giờ, lúc nữa nha. Còn dạ. Sứa biết phà, còn ba biết khứ, khất khá tích mua mày bài qua mày thầu, khá tích mỏ quần dụng ba lát tìm hè, bày lướt của hát bôi xài cày. Men báo số 7 xuống em ơi. Men báo. Ơ men các bạn té trâu thế nọ, mà cái lớp bản mương mới lại lúc bánh biến, khá lâu là lưu trưa mấy xe máy tiệm phanh. Biết tên TV 3 rất ít, ca bách rào hờ. Biết tên tủ ế chiêu tánh xấu còn cưng. Biết tên bèn mưa căm lại phông, bắt có bông lại bìa thể tết kiếm một phá gần thang. Sao mới phủ bên bố bên gia tăng tông co. Các bà bò mẹ phía nông bản khuống ngọc cằn trứng lê đâu phía nông đưa. Ông cằn tố mưu sự nhà đưa các phía nông ơi. Sao lại giọt bò mẹ? Vâng, tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng tiến về phía bàn tiệc rượu để khui rượu sâm panh ạ. Xin mời. Với sức mạnh tình yêu, bản lĩnh người đàn ông của mình cũng như là bàn tay khéo léo thì trân trọng kính mời chú rể Đức Hiệp chúng ta khui chai rượu đầu tiên đi ạ. Vâng, các bạn như vậy là chai rượu đã được đổ rất là dễ dàng. Trân trọng kính mời hai em sẽ cùng tay trong tay rót tràn đắp ly rượu đi ạ. Phải nói rằng là thương nhau thì mang nặng trong lòng, để rồi chăm sóc cũng lội và vạn đèo cũng qua. Thương nhau bên dòng che già, sương rơi ướt áo hai ta chưa về. Hai ta giữ chọn lời thề, trăm năm hạnh phúc mẹ cha vui lòng. Mà thương nhau thì không kể giàu nghèo, thương nhau thương mãi đến tóc vai màu vẫn còn thương nhé hai bạn. Xin mời chúng mình tiếp tục vui chai rượu thứ hai đi ạ. Chồng dân thì vợ ghi nhớ lấy để giữ gìn hạnh phúc của mình sau này à. Xin mời hai bạn sẽ rót vào những chiếc ly đặt ở trên bàn ạ. Và để tỏ lòng đấy, mỗi người hai ly rượu. Chú rể thì sẽ mời bố mẹ vợ, còn con dâu thì sẽ mời bố mẹ chồng. Quý vị thân mến, rượu vang có vị cay cay, ngọt ngọt, nồng nồng. Đó cũng chính là hương vị của tình yêu. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Hai bạn sẽ cầm lấy những ly rượu và trân trọng kính mời các bà sẽ nhận lại tình cảm của hai con mình ạ. Chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Và sau đó hai bạn cũng cầm lấy mỗi người một ly. Đại gia đình của chúng ta sẽ cùng quay tròn ngọt chạm ly nhau đi nào. Quay tròn ngọt chạm ly nhau và chúng ta sẽ cùng hướng ly về thế giới ạ. Kính thưa quý vị, tất cả mọi người chúng ta cùng hội tụ đông đủ về đây với chung lý do là để chúc phúc cho đôi lứa được trăm năm hạnh phúc, chúc cho hai họ được mặn mà tình duyên. Và câu nói trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, chúng ta sẽ dành cho cô dâu và chú rể của chúng ta được không ạ quý vị ơi? Và đến giờ phút này, trân trọng kính mời toàn thể quý vị anh chị chúng ta cùng nâng ly của mình lên được không ạ? Vâng, mời các chị chủ cống làm việc giúp em một chút đi ạ. Chén này 100% là rót rượu nha anh chị nha. Nước ngọt là không có vui đâu ạ. Dạ, nước ngọt em đi kiểm tra từng chén luôn ạ. Anh chị đừng cùng nâng ly mình lên và chúng ta sẽ cùng nhau tôn thật to được không ạ? Hôm nay rất là nhiều anh chị trai xinh gái đẹp hội tụ về đây để tại Phật Hà. Nên chúng ta sẽ cùng tôn thật to nha anh chị nhá. Nào tại gia đình của chúng ta sẽ cùng hướng lên về bên dưới đi ạ. Anh chị ơi,
kìa. Oh yeah.
giải quyết ở đây.